Bùi Kim Thành đã bị một số người hành hung và đánh đập trong cái cuộc biểu tình này, mà trong đó đó bà Bùi Kim Thành nói là ông Nguyễn Tấn Lạc đây cũng là một người là có tham gia đánh bà. Thì hôm nay là có mặt ông Nguyễn Tấn Lạc thì không thể nào có cái chuyện mà đụng tới bà được, vì tôi cách xa bà ấy cầu cả thước. Thực sự bà Bùi Kim Thành là người đã dùng tay của bà đẩy tôi ra, nếu không muốn nói là tấn công tôi. Và nói thật là như vậy. Sự thật là bà Bùi Kim Thành ấy, bà Bùi Kim Thành đó, bà ấy đã dùng cái tay này này, bà ấy đẩy vào người tôi ra. Tôi đến trước bà, tôi cố gắng tôi đến trước đẩy, bà. Đẩy hay đánh? Thì anh coi đi, như thế này này. Anh, nếu mà anh coi vô sẽ thấy là rõ ràng như thế này này. Là như vậy mà tôi đó là bà ấy đẩy tôi, nghĩa là cái video nó chưa rõ là tôi văng ra khỏi cái video đang chiếu này. Là cái hình của tôi là văng ra khỏi cái video đó luôn. Wow, và văng ra khỏi cái khung hình đó. Và khi anh chiếu lại thì thấy cái tay của bà đưa thẳng thế này. Tức là giống như tôi đây đang đứng cạnh nhau mà bà đẩy mạnh lên, nó cái tay bà đưa thẳng ra này. Tức là bà ra trưởng giống như gần là như thế, như vậy đó. Chính tôi một lần tôi tổ chức cái buổi hội thảo về vấn đề là chiến đấu cho tự do nhân quyền Việt Nam. Tôi tổ chức ở 8200. Bà đến, chúng tôi không mời bà vào. Đây là anh coi đây là sao thế này. Nè. Anh sẽ thấy đó. Đây này, chỗ này là một cái chỗ mà anh Nguyễn Phùng nói láo nè. Vừa mới nói tôi là khi nghe bà này nói đến Việt Tân là mặt tôi nhăn rồi, thì là tôi méo được hết như vậy. Thì tại sao mọi người không có chịu để cho bà Thành đứng ở đó để chào cờ chụp hình mà cứ là nhao nhao lên là tìm cách là lôi bà ra hoặc là lôi kéo xô đẩy bà? Tại vì người ta nó không muốn rồi, ban tổ chức người ta không muốn rồi, đồng hương rồi, đồng bào đó người ta không muốn rồi. Nhưng mà mình làm như vậy, ông có thấy là ông là người chứng kiến, ông có thấy là nó còn mất trật tự hơn là để yên cho bà đứng đó chào cờ? Người ta mời bà xuống rồi anh à, mà người ta không xuống, cái quần chúng anh không thể kiểm soát được quần chúng. Ông không có đụng chạm gì tới bà Thành, nhưng mà cái cuộc xô xát này là có xảy ra? Thì tất nhiên rồi, video ai cũng thấy cả. Cái chuyện đánh là cái chuyện hoàn toàn bịa đặt ra. Tôi có thể nói rằng là đó là một sự bịa đặt trắng trợn. Nghĩa là ông chứng kiến từ đầu tới cuối, ông thấy không có ai đánh bà Thành hết? Tôi ở đó mà, tôi lúc thì đứng ở trước, lúc thì tôi đứng thế ở thì trong cái video clip lúc mà bà Thành bị vật xuống đất thì phải có người nào làm? Là không có ai vật bà xuống đất cả. Thì ông Tùng là cái người đã nói, và ông có thể là cái người phải giữ cái tư cách của ông, nói là làm. Thì chính ông Tùng là cái người đã bước tới kéo bà ra, tức là nắm tay bà, lôi bà xuống. Thì khi ông Tùng vừa mới lôi bà xuống tới dưới cái chỗ sidewalk đó là bà lăn ra ngay, chứ chả có ai vật bà chứ. Tôi xin lỗi bà khỏe không? Anh chưa chắc anh có thể mà cứ bằng kéo bà đi được, trừ khi anh phải dùng sức thôi. Mà ông Tùng là vì ông ấy ở một cái thế là ông đã nói rồi ông không làm, thì có thể là ông ấy ông cũng muốn là gọi là sợ, chứng tỏ là không dám đụng tới bà, thì ông nói ông làm. Lần thứ hai, tức là khi mà xuống rồi ông Nguyễn Xuân Tùng, bà lăn ra rồi ông Nguyễn Xuân Tùng ông ấy buông tay bà ấy ra, thấy không? Chừng độ 5-10 second gì đó thôi, bà lại trỗi dậy, bà lại nhào lên nữa. Bà nhào lên cái này, bà nhào lên nghĩa là cao hơn để cho đứng để cho mọi người thấy, để cái camera thấy gì. Okay. Thì lúc đó ông Nguyễn Xuân Tùng ông cũng chịu không nổi nữa. Ông làm cái, ông cũng nhanh lắm, bây giờ ông cũng còn khỏe. Ông đi tiến tới, ông lại lôi bà xuống nữa. Lần này thì ông không có lôi gần nữa, mà ông lôi xa hơn chút xíu. Thì bà ấy cũng lại lăn ra luôn. Vậy là hai lần? Không, bà ấy là đều lăn ra hết cả. Thì tôi cứ đều ở đó cả. Thì tôi đều trông thấy cái điều đó, rõ ràng là bà ấy tìm cách, bà ấy là ăn vạ. Bà ấy làm lăn ra xong rồi chết ai. Xin lỗi bà ấy phải lăn. Người ta, nếu mà tôi nói chuyện xô đẩy đấy, đâu có ai đẩy nó bà ấy đâu. Không có người nào xô nổi bà ấy ra khỏi cái, gọi là cái chỗ bà ấy đứng hết chân. Rồi cái chuyện thứ nhất là tôi xin trả lời với anh là gì? Không có cái chuyện quật nhà bà ấy xuống. Ok, bà ấy lăn ra. Ok. Bà đứng ở phía trên, anh đứng ở dưới, anh nhìn lên anh thấy bà. Thì lúc mà bà bị Liên Bùi túm tóc trong cái video clip á, thì thực sự chuyện đó là như thế nào? Túm tóc giật cái giải cái chuyện bàn. Đó là Nguyễn Phương Hùng cũng nói láo luôn á.
Liên Bùi không có túm tóc. Vậy là có người nào túm khác chứ không phải Liên không, Bùi? Không, Liên Bùi không có túm tóc. Liên Bùi chỉ giật cái khăn thôi. Cái khăn cờ bạc giật đi. Này, xin lỗi, anh vô anh chết đi anh coi đi. Mình thấy có người thò tay giật cái... Đã đúng, cái đó là anh Liên Bùi. Nhưng người ta giật cái đó, giật cái khăn ra. Tại sao giật cái khăn trên đầu? Tại vì bác ông Liên Bùi, hỏi anh Liên Bùi. Tôi làm sao tôi trả lời cho anh được. Ông Liên Bùi, ông đây. Có thể, đây là con này, có thể nghĩ là con này là đứa con này. Nó không phải quốc gia gì cả. Nó không xứng đáng nữa. Đội cái khăn cờ vàng hoa sọc đỏ. Nó chỉ lợi dụng, chính nó là cái người mới là lợi dụng cái lá cờ vàng hoa sọc đỏ. Hay là cờ Hoa Kỳ đó. Để cho người ta, tạo cho người ta tưởng nó là người quốc gia. Nhưng những hành vi của mình thì là làm đó. Hành vi toàn là làm hại thôi. Khi mà coi cái video đó thì quý vị sẽ biết ai là người bị hành hung. Ai là người bị hành hung? Là tôi. Bởi vì tôi là người đó. Mình dùng cái tay nó đẩy ra. Nếu không muốn nói là nó đúng vào cái ngực tôi. Tại vì thực sự bây giờ đã có nói là ngoại trừ cái chỗ mà bà Nguyễn Thành đến mà được trọng vọng đó thì chỉ có cái chỗ về đối với đi thôi, chứ còn không ở đâu người ta mới mời bà đến hết á. Bà chỉ đã đảo cộng sản rồi và bảo vệ nước Mỹ, bảo vệ anh từ... để tôi nói hết đã. Yeah. Ok, anh để tôi nói hết đã. Bà đảo là cộng sản mà cái cách bà đảo đó xin lỗi anh á, nó là phản tác dụng. Bà ấy chửi bới lung tung ở đây, những người không cho bà ấy vào đó, bà ấy kêu tôi là khủng bố, người ta sai Việt Tân, ác đảng Việt Tân. Có phải là bà đụng tới Việt Tân cho nên nhiều người là dị ứng với bà? Không có nên nói. Bà Bùi Kim Thành này đó, bà không phải là luật sư, bà tự xưng bà luật sư thôi. Cái chuyện bà đấu tranh cho dân oan ở Việt Nam rồi bị trục xuất thì anh nghĩ cái chuyện đó sao? Cái chuyện bà đấu tranh dân oan bị trục xuất, xin lỗi, ở Việt Nam bao nhiêu người đấu tranh dân oan, có ai bị trục xuất đâu? Những người có đấu tranh dân oan này người ta sư thật, còn bà này chỉ là tự nhận là luật sư thôi. Cao lắm á, bà ấy viết cũng phải cái đơn cho một số những người đó thôi. Thì bà ấy quấy rối từ khi bà qua tới đây đó. Okay. Lúc mà bà qua thì người ta rất là tung hô bà, cả cộng đồng Việt Nam này tung hô bà, rồi báo chí, rồi cơ quan truyền thông từ bên Texas rồi về tới Cali này đều rất là ca ngợi bà, giống như một vị anh hùng bị trục xuất khỏi Việt Nam. Rồi nhưng mà tại sao dẫn tới cái tình trạng như ngày hôm nay? Để anh nói chứ không ai tung hô bà đâu. Như vậy thì một nhân vật đấu tranh mà là nạn nhân của bạo quyền cộng sản hay là theo những cái phong trào đấu tranh họ nói là rồi bị công an chích thuốc đi như vậy, thì bà đáng lẽ bà phải được thông cảm chứ, tại sao những cái ồn ào, cái mà hay phát biểu quá chớn, rồi đã đảo Việt Cộng, rồi thích đứng ở những cái vị trí để được chụp hình của bà Bùi Kim Thành thì lại không được thông cảm, thưa ông? Từ ngữ của bà có phải từ ngữ của những người quốc gia chống cộng ở đây đâu? Không có. Thôi nói đến cái chuyện đó, bà bảo anh bảo là cái nhiều người khẳng định đấy là bị Việt Cộng đưa vào nhà thương nhân là chích thuốc là cái thứ đó. Tôi xin lỗi, ai khẳng định nó thì người đó hãy dáng mà đi chứng minh. Còn dù có bị chích thuốc chăng nữa thì bây giờ 3 năm ở lại đây rồi, chẳng lẽ cái thuốc đó vẫn còn giá trị à? Nghĩa là ý ông là tan thuốc rồi. Tất nhiên rồi, cái thuốc đó chỉ có giá trị lúc nào đó thôi, chứ nó chỉ là một cái hóa chất, một cái chemical. Chỉ khi nào nó ở trong cơ thể của anh thôi, anh thể nó chấp nhận cái người đến lợi dụng cái phương tiện của người ta để nói bậy nói bạ mãi được. Bà có là anh hùng không? Bà hay nói bậy nói bạ những cái gì ông có thể nói rõ hơn. Ví dụ như bây giờ bà nói cái này thì anh công nhận bà nói đúng không? Anh nói là cái ban tổ chức đó, đó là Việt Cộng, là Cộng sản, là tay sai đánh đập bà ấy. Cái đó bà nói đúng không? Anh hãy trả lời tôi biết đi. Bà nói cái đó đúng không? Ở đây cộng đồng của mình, cái người này nói người kia là Việt Cộng, không, cộng sản, cái chuyện đó chuyện bình thường. Bà cũng là giống như người trong cộng đồng hay phản ứng chuyện đó. Anh không thể nói như vậy được. Anh khi nói người ta là Việt Cộng thì chính cái hùng bảo phải có bằng chứng. Khơi không cho vào cái là Việt Cộng. Tụi này là tụi tay sai Việt Cộng, tụi này cộng sản, tụi này khủng bố. Rồi thì bà ấy tự phong cho bà ấy là một người sẽ bảo vệ hiến pháp Mỹ với lại luật pháp của Mỹ.
Mỹ nó có cần mãi không? Tại người vì, khác người ta không chấp nhận được thôi. Tại vì khi mà vu cáo cho người ta là Việt Cộng hay Cộng sản phải có bằng chứng chứ. Đúng. Không thể nào mà không thích người ta mà nói thì được. Thì đó là cái chuyện không chấp nhận được. À. Nhưng mà như vậy đó thì tôi lại nghĩ ngược lại, tại sao có nhiều cơ quan truyền thông cũng bị cộng đồng nói là Việt Cộng là Cộng sản tay sai rồi đủ thứ hết mà thực sự tới giờ này tôi cũng không thấy bằng chứng gì rõ ràng. Ví dụ như là bên phía cộng đồng ông Nguyễn Xuân Nghĩa cứ khăng khăng là Việt Quốc Ly là Cộng sản rồi đi biểu tình trước tòa báo Việt Quốc Ly. Tôi nghĩ là phải có bằng chứng để trình bày với đồng bào. Tôi xin phép anh nghe. Thứ nhất, anh nói cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa nói với Việt Cộng thì chính anh là một chứng minh hoàn toàn. Ok, anh có cái chỗ nào mà anh... Tôi thấy có một cuộc biểu tình rất là rầm rộ trước Việt Quốc Ly và đã đảo Việt Quốc Ly, nói Việt Quốc Ly là rước Việt Cộng về Garden Row rồi... Ok, rước Việt Cộng về Garden Row. Cái đó không thể nói là cộng đồng nói là Việt Quốc Ly là Việt Cộng được. Anh chính anh cũng phải thận trọng trong cái vấn đề nói đó. Vậy là Việt Quốc Ly không phải là Việt Cộng? Không, cái đó tôi không nói Việt Cộng là Việt Cộng. Tôi không biết là, nhưng mà đại khái như cái điều người ta nói là đúng. Việt Quốc Ly có rước Việt Cộng về, đúng không? Rước làm sao? Mời mấy ông Việt Cộng về phỏng vấn tại văn phòng. Không có rước à? Đây là cái gì? Cái giữa cái chuyện là làm tin tức và phỏng vấn và cái chuyện rước Việt Cộng về qua nước Mỹ này, tôi nghĩ là hai cái chuyện đó nó khác nhau. Như là Việt Cộng có sẵn ở San Francisco, Việt Quốc Ly không thể nào mà rước Việt Cộng từ Hà Nội về San Francisco. Đó, đó là cái nói của anh. Dạ. Yeah. Okay. Nhưng mà rất là nhiều người muốn biết. Người ta có quyền. Người ta có quyền. Bây giờ... không bao giờ cái thằng nó đến tự đến nhà anh cả. Anh không mời thì làm sao người ta đến.